Võ Lâm Channel xin kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, một mùa thiên hạ đệ nhất bang nữa lại sắp đến. Và hôm nay Võ Lâm Channel mời các bạn cùng đến với một video ôn lại kỷ niệm của những mùa thiên hạ đệ nhất bang trước kia. Mời các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thiên hạ đệ nhất bang là một giải đấu truyền thống gắn liền với cái tên Võ Lâm Truyền Kỳ, mà mỗi khi nhắc tới thì hầu hết game thủ võ lâm ai cũng đều bùi ngùi xúc cảm. Có thể đối với cộng đồng game thủ Việt, thiên hạ đệ nhất bang chỉ đơn thuần là một giải đấu bình thường như bao giải đấu khác. Nhưng đối với những người yêu mến Võ Lâm Truyền Kỳ thì thiên hạ đệ nhất bang là một sân chơi lớn, mà ở đó các bang hội được thỏa sức vẫy vùng, được thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và thêm nữa là gắn kết tình anh em, rồi ươm mầm cho biết bao nhiêu kỷ niệm. Còn nhớ khi mùa giải thiên hạ đệ nhất bang đầu tiên được khởi tranh, Võ Lâm Truyền Kỳ lại sôi sục hơn bao giờ hết. Bởi khi đó khái niệm về một giải đấu game online chưa có nhiều, thậm chí là mơ hồ. Và có thể nói giải đấu thiên hạ đệ nhất bang là giải đấu đình đám nhất thời điểm đó, là tiền đề cho những giải đấu về sau này. Các bang hội ngày đêm triều bình mãi mã, đi đâu cũng thấy thông báo tuyển người vào bang. Anh em bang hội không ngừng rèn luyện kỹ năng chiến đấu để được ghi tên vào giải đấu hoành tráng nhất làng game Việt lúc bấy giờ. Vào những năm hoàng kim của Võ Lâm Truyền Kỳ, đã có biết bao nhiêu cái tên đỉnh đám mang trong mình cả một bầu nhiệt huyết đam mê. Mà chắc chắn nếu ai đã từng chơi Võ Lâm Truyền Kỳ cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được. Đó là những cái tên khét tiếng Châu Giang, Trường Giang, Thiên Sơn, Cửu Giang, vân vân. Những ẩn oán được nối tiếp từ mùa giải này qua đến mùa giải khác. Phải kể đến một trong số đó là mối duyên nợ của hai cái tên Châu Giang và Trường Giang. Những cuộc đối đầu của họ luôn mang đến cho người xem những trận đánh đầy cảm xúc, vô cùng mãn nhãn. Và mỗi khi họ gặp nhau thì giang hồ lại dậy sóng, thu hút biết bao ánh nhìn của đầy những nhân sĩ võ lâm. Cũng chính những lần thiên hạ đệ nhất bang đã khởi nguồn cho biết bao kỷ niệm cảm xúc. Từ cảm xúc bỡ ngỡ hồi hộp khi lần đầu tiên tham gia, cho đến niềm vui khôn tả khi được hội ngộ cùng với anh em từ khắp chốn võ lâm xa xôi. Đằng sau những cảm xúc đó là những khoảnh khắc cháy hết đam mê trong những trận chiến sinh tử, và kèm theo đó là vô số những tình huống giờ khóc giờ cười của cái thủa sơ khai. Phải kể đến như soái chỉ huy một đằng, anh em di chuyển một nẻo, rồi sắp mặt khi trong bang có nội gián, và cay đắng hơn nữa là những lúc vô tình rớt mạng hay cúp điện. Cảm giác đó nó mới thốn làm sao. Vâng, nếu ai đã từng một lần tham gia thiên hạ đệ nhất bang thì chắc hẳn cũng đã đều trải qua những cảm xúc vỡ òa trong chiến thắng, hay những giọt nước mắt lặng thầm buồn tủi khi phải dừng lại cuộc chơi, để rồi sau đó tất cả lại nung nấu trong mình cái nhiệt huyết, cái khát vọng được vinh danh cùng bang hội ở mùa giải sau. Và giờ đây những điều đó đã trở thành kỷ niệm đẹp về một tuổi thanh xuân. Thời gian trôi qua như chó chạy về đông, như bóng câu vụt qua cửa sổ. Những tân thủ ngày nào bỡ ngỡ giờ đã trở thành những ông già của võ lâm. Có thể nhiều người đã gác kiếm quy ẩn giang hồ. Có nhiều người nói rằng võ lâm chỉ là một trò chơi, một thế giới ảo. Và thiên hạ đệ nhất bảng cũng vậy, cũng là một phần trong thế giới ảo đó. Nhưng thực sự thiên hạ đệ nhất bang đã trở thành một sân chơi để cho các cao thủ võ lâm
cùng bang hội của mình thể hiện khát vọng sừng bá võ lâm. Và thiên hạ đệ nhất bang đã in sâu kỷ niệm vào lòng biết bao nhiêu game thủ. Chỉ là trò chơi thôi, tại sao nó lại mang cho con người ta nhiều xúc cảm đến thế? Sau một chặng đường dài, võ lâm truyền kỳ đã có nhiều thay đổi, nhưng thiên hạ đệ nhất bang thì vẫn còn đó, biết bao nhiêu kỷ niệm đong đầy. Cảm giác dạo dực bồi hồi và khốc liệt vẫn vẹn nguyên. Cái chất của võ lâm vẫn đong đầy qua từng trận đánh. Một mùa giải thiên hạ đệ nhất bang nữa lại chuẩn bị đến. Những cái tên Châu Giang hay Trường Giang đã thay bằng Thiên Sơn hay Hành Sơn. Một lần nữa, những bang hội lại giáo diết chuẩn bị cho mình một chặng đường mới. Anh em bang hội lại được kề vai sát cánh trong những trận đánh đầy nhiệt huyết máu lửa. Cảm giác hồi hộp lo lắng ngày nào lại tràn về khi buổi lễ bốc thăm diễn ra. Giữa tháng 11 của tiết trời thu mát mẻ là những trận đánh khói lửa của giải thiên hạ đệ nhất bang. Niềm vui nụ cười hay những giọt nước mắt tiếc nuối của ngày hôm nay lại là kỷ niệm của 15 năm về sau nữa. Chúc cho những bang hội tham gia giải đấu lần này luôn đạt được thành công mỹ mãn. Vâng, kênh YouTube Võ Lâm Channel sẽ cố gắng tường thuật trực tiếp đến tất cả anh em giải đấu này. Giải đấu sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2021. Mọi chi tiết về giải đấu anh em có thể truy cập vào trang chủ của game congthanhchiensua.com để được biết rõ hơn. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại anh em ở giải đấu thiên hạ đệ nhất bang của game congthanhchiensua.com. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Thiên xa 情缘侧耳听，梦中事当不得真。